YouTube, Google xác nhận việc loại bỏ tính năng nhắn tin trên YouTube vì cho rằng nó đã lỗi thời. Quyết định này bắt nguồn từ một thực tế rằng không mấy người sử dụng công cụ nhắn tin trên YouTube. Nhắn tin trên YouTube là tính năng được Google cung cấp từ năm 2017. Tuy vậy, vòng đời của tính năng này sẽ phải khép lại kể từ ngày 18 tháng 9 vừa qua. Từng được kỳ vọng sẽ giúp YouTube thu hút người dùng vào các cuộc thảo luận, chia sẻ và trò chuyện. Thế nhưng, tính năng nhắn tin lại mau chóng chết yểu. Trải nghiệm của nó không đủ thu hút để người dùng loại bỏ các nền tảng nhắn tin phổ biến như Viber, WhatsApp hay Messenger. Sau khi đánh giá lại các ưu tiên của mình, Google đã quyết định khép lại dự án nhắn tin để tập trung vào các tính năng khác. Mặc dù sẽ không thể gửi tin nhắn cho nhau sau ngày 18 tháng 9, người dùng YouTube vẫn có thể gửi đường dẫn tới các đoạn video thông qua tính năng chia sẻ trên YouTube.